Rồi, xin chào quý anh chị các bạn trở lại với channel Hùng Xe Hơi. Thì trong tháng 5 2021 này thì em cũng cập nhật nhanh qua giá bán chương trình khuyến mại của các phiên bản xe Vios tại thị trường Bắc Ninh nhá. Hiện nay thì Toyota Vios thì được bày bán 4 phiên bản chính là GRS thể thao, Vios G, Vios E CVT số tự động và Vios E CVT số sàn. Mình cứ đi lần lượt đi. Giá bán của mẫu phiên bản thấp nhất Vios E số sàn 478 triệu đồng. Trong tháng 5 tới thì chương trình khuyến mại chúng ta dao động vào khoảng từ 10 đến 12 triệu đồng và tặng kèm thêm một gói phụ kiện như là dàn kính, trải sàn, camera hành trình theo xe. Ngoài ra thì với anh chị mà không thích lấy phụ kiện, chúng ta có thể quy đổi từ thành 14 đến 15 triệu đồng tiền mặt. Và đặc biệt với những khách hàng mà mua Toyota Vios kể từ điểm tháng 5 này thì toàn bộ các phiên bản chúng ta sẽ được tặng kèm một năm bảo hiểm thân vỏ nhé, trị giá vào khoảng 89 triệu đồng. Đây là một chương trình khá hay và chúng ta vẫn được giảm giá về tiền mặt. Cá nhân em cảm thấy khá là ok với cái chính sách này. Với mức giảm giá vào khoảng 15 triệu và một năm bảo hiểm thì với khách hàng ở Bắc Ninh, chúng ta lăn bánh mẫu xe này dao động vào khoảng 514 triệu đồng. Đúng không ạ? Trả góp tối thiểu vào khoảng 143 triệu đồng nhé. Phiên bản Vios E 1.5 số tự động giá bán niêm yết là 531 triệu đồng. Chiếc khấu hiện nay tại thời điểm tháng 5 cũng sẽ là 15 triệu đồng, tặng kèm một năm bảo hiểm thân vỏ theo xe và mức giá lăn bánh dự kiến sẽ dao động khoảng 572 triệu đồng. Vios G quốc dân này 581 triệu đồng. Mức chiếc khấu nhỉnh hơn một chút thì có thể giảm tối đa vào khoảng 20 triệu nhé. Khách hàng mua thì lăn bánh ở Bắc Ninh dao động khoảng 622 triệu đồng. Mức chi phí trả góp tối thiểu là 175 triệu đồng, khá là hợp lý và vừa miếng. Vios G RS phiên bản thể thao 630 triệu đồng. Cái này thì xe về một tháng khá là ít cho nên là bên em chỉ giảm khoảng 15 triệu đồng tiền mặt và một năm bảo hiểm theo xe nhé. 681 triệu đồng khi chúng ta lăn bánh tại Bắc Ninh và chi phí trả góp tối thiểu là khoảng 190 triệu đồng. Thật ra thì mức giá giảm trung bình vào khoảng 15 đến 20 triệu đồng cũng khá là ok vào thời điểm đầu năm, khi mà thị trường tháng 4, tháng 5 cũng sẽ phải chững lại một chút vì chúng ta phòng chống dịch Covid. Tặng kèm thêm một năm bảo hiểm thân vỏ là một lợi thế quá lớn dành cho quý khách hàng rồi, cạnh tranh với những đối thủ như City hay Accent, đúng không ạ? Mức giá lăn bánh hay chương trình trả góp mà quý anh chị có nhu cầu tìm hiểu mua xe, trả góp bằng quỹ tài chính Toyota hay trả góp bằng những ngân hàng thương mại cổ phần, quy trình thủ tục như nào thì anh chị có thể vui lòng liên hệ trực tiếp với em Hùng qua hotline đang đính kèm trên video để nhận được tư vấn và cũng như là nhận thêm khuyến mại mà khi anh chị theo dõi thời điểm tại thời điểm mà quý anh chị theo dõi video đó. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.